Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Garrick đã đăng status đầy tâm trạng, chuyện gì nữa đây? Vào cuối năm 2001, Garrick vướng nghi vấn tái hợp với người cũ mặc dù nhà gái đã xác nhận chia tay được 1 năm. Tuy nhiên, nam rapper đã phủ nhận tin đồn này và khẳng định cả hai chỉ làm bạn. Được biết trong giai đoạn đó, Garrick đã phải khóa Facebook một thời gian để tạm xa khỏi những lời bàn tán và tập trung toàn lực cho công việc, sự nghiệp âm nhạc. Anh thừa nhận với chúng tôi rằng bản thân khá áp lực vì chuyện này nên đã đưa ra đến quyết định như vậy. Dạo đầu năm 2022, người ta thấy Garrick comeback mạng xã hội sau khoảng thời gian vắng bóng. Tuy nhiên, nam rapper thi thoảng chia sẻ một số nội dung buồn bã khiến người hâm mộ lo lắng. Điển hình như mới đây vào sáng ngày 14 tháng 1, Garrick bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng. Không những thế, còn khóa chức năng bình luận gây khó hiểu. Sau 10 năm làm nghề, chợt một sáng thức dậy nhận ra rằng ngay cả những lời nói trêu ghẹo bình thường nhất cũng có thể làm tổn thương tâm lý một cách rõ rệt đến lạ thường. Nhưng không sao, đến cuối cùng kẻ thù đáng dành thời gian nhất vẫn chính là bản thân. Garrick biết Garrick đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng vào sáng sớm, thậm chí nam rapper còn khóa chức năng bình luận. Cách đây không lâu, Garrick cũng chia sẻ story buồn bã khiến người hâm mộ lo lắng. Trước đó, mạng xã hội rộ thông tin Garrick và Bella tái hợp, khóa Facebook giữa tin đồn. Garrick thừa nhận với chúng tôi bản thân gặp áp lực. Hiện tại, anh đã comeback mạng xã hội sau động thái mới đây của nam rapper gây hoang mang không kém.